Con bạn có nghiện Internet và các thiết bị điện tử. Trẻ khiến cha mẹ buồn phiền vì kết quả học tập không tốt. Phải làm sao khi con có ấy lại vào cha mẹ? Phải làm gì khi trẻ ham chơi, không cố gắng học tập? Hãy mua cho trẻ bộ sách kỹ năng Tớ là người tự lập. Bộ sách có thể giúp con bạn hình thành tính tự lập ngay từ khi còn nhỏ. Thông qua 5 cuốn sách với 5 chủ đề thiết thực. Quyển 1, tự bảo vệ bản thân. Quyển 2, tớ có thể đạt điểm 10. Quyển 3, tự mình phấn đấu. Quyển 4, rèn luyện tính cách tốt. Quyển 5, chiến thắng mọi cám dỗ. Với những câu chuyện gần gũi cùng nhiều bài học ý nghĩa, bộ sách Tớ là người tự lập giúp trẻ dần hình thành thói quen tự lập, có trách nhiệm, từ đó phát triển và nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp để ngày càng vững bước tới tương lai. Nội dung phong phú, gần gũi, hình ảnh minh họa sống động, bộ sách Tớ là người tự lập của nhà văn thiếu nhi nổi tiếng Hiểu Linh Đinh Đang với hơn 15 năm kinh nghiệm đã đạt rất nhiều giải thưởng văn học thiếu nhi nổi bật, sẽ đem đến cho các độc giả nhỏ tuổi vô vàn câu chuyện thú vị, hữu ích, chuẩn bị cho bé hành trang cần thiết cho con đường trưởng thành phía trước. Tớ là người tự lập là bộ sách kỹ năng sống dành cho các bạn học sinh ở lứa tuổi từ 6 đến 15 của tác giả Hiểu Linh Đinh Đang. Một số sách của cô được đưa vào chương trình dạy học của các trường, đoạt nhiều giải thưởng như Giải thưởng sách Trung Quốc lần thứ 11, Giải thưởng văn học thiếu nhi Binh Xin. Rất nhiều tác phẩm của Hiểu Linh Đinh Đang được chuyển thể thành phim hoạt hình và chiếu trên đài truyền hình quốc gia Trung Quốc với nội dung ý nghĩa và mang tính giáo dục cao. Bộ sách gồm 5 cuốn với 5 chủ đề thú vị và hữu ích,